Xin kính chào quý anh chị các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ nhé. Trong video cuối ngày thứ 6 này, anh chị nào đặt sản phẩm nào thì inbox sớm qua Zalo bên em là 0868684699 anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị với 2 mẫu đồng hồ Orient, 1 mẫu đồng hồ Seiko và 1 mẫu đồng hồ Citizen nhé. Với mẫu đồng hồ Seiko này thì hiện tại em đang là thiếu hộp, cho nên là em sẽ để với mức giá là tốt nhất cho các chị luôn. Trong mức giá đấy thì sẽ không bao gồm giá hộp nha anh chị nhé. Và em báo giá trên video là báo giá không hộp anh chị ạ. Và mức giá không hộp ở đây là 5,3 triệu nha anh chị nhé. Và với mã là 276 bên em. Mã quốc tế của sản phẩm ở đây là SRPG23G1 anh chị ạ. Với bộ máy là 4R35B nhé. Là một mẫu đồng hồ Seiko Preset anh chị ạ. Một mẫu đồng hồ Seiko Cocktail rất là nổi bật luôn. Mặt đồng hồ được thiết kế rất là thanh lịch, nhẹ nhàng. Và đặc biệt với cái sản phẩm này thì anh chị thấy là bộ dây của sản phẩm cũng được thiết kế rất là ấn tượng luôn. Với những dòng đồng hồ Seiko Preset thì em rất ấn tượng với bộ dây của sản phẩm. Mắt dây và chất thép của đồng hồ thì nên rất là nì. Và mẫu đồng hồ này là một mẫu đồng hồ Seiko Preset có đầy đủ chức năng encode tự động, chức năng code tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé. Mặt đồng hồ có những cái vân unice trải cực kỳ đẹp và ấn tượng anh chị ạ. Đặc biệt với sản phẩm này khi anh chị để ý kỹ giúp em là kim dây của đồng hồ là kim được thiết kế theo cảm hứng là những cái dụng cụ cuối của các bartender anh chị ạ. Đây là dòng Seiko Cocktail và một trong những dòng đồng hồ mà em thấy là mang hơi hướng thiết kế rất là hiện đại. Với cọc giờ là cọc gắn nổi trên mặt đồng hồ nhé, cọc kim loại. Và cọc giờ cũng được thiết kế rất là mới lạ luôn anh chị ạ. Nịch ngày tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Và núm chỉnh thì cũng có logo chữ S, đây là logo của dòng Seiko Preset anh chị ạ. Bộ kim cực kỳ đẹp này, bộ kim giờ, kim phút thì được vót nhọn rất là cổ điển. Có chữ Seiko gắn tại vị trí 12 giờ nhé. Preset Automatic tại vị trí 6 giờ này. Và phiên bản này là phiên bản Made in Japan nhé. Phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật anh chị ạ. Và bộ máy của sản phẩm ở đây là bộ máy 4R35. Cũng được khắc tại vị trí bên cạnh cọc giờ này nhé anh chị nhé. Viền bezel của sản phẩm này là cố định và được mạ bóng anh chị ạ. Viền bên cạnh này cũng thế. Anh ấy thấy là sản phẩm này được thiết kế sẽ hơi cong nhé anh chị nhé. Và với những dòng đồng hồ thiết kế cong như thế này thì thường mang cảm giác rất là cổ điển luôn. Đây là dây của đồng hồ thép đúc nguyên khối rồi. Em có giới thiệu qua. Và đây là khóa anh chị nhé. Khóa đối với dòng đồng hồ này thì là khóa bướm rồi. Anh chị cần bấm sang hai bên là khóa nó sẽ mở ra nhé. Đây là tag nó đang gắn ở trên khóa. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để anh chị có thể dễ dàng tham khảo bộ máy của dòng đồng hồ này. Đây là dòng Seiko Preset với mã máy là 4R35B anh chị ạ. 23 là 23 chấn kính nhé. Và sản phẩm thuộc tập đoàn Seiko Time. Bánh đà là bánh đà được mạ màu vàng rất là quen thuộc này. Ở bên viền này thì anh chị thấy cũng có Seiko là stainless steel, là dây thân viền vỏ thép không gỉ nhé chị nhé. Chống nước của sản phẩm ở đây là 53 nhé. Và với mẫu đồng hồ này thì anh chị thấy đáy sau là đáy hợp kính, nhưng mà bên em đang dán một cái nước seal ở bên dưới này nữa, cho nên là cái anh chị nhìn vào thì nó sẽ hơi mờ. Vì bên cạnh này thì cũng có chữ Made in Japan này chị ạ. Và chữ Seiko này. Chống nước là 50 mét nước ở đây rồi. Em sẽ đo luôn size mặt nhé. Size 40,2 mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 12,3 mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 để cho anh chị tham khảo. Với sản phẩm này khi lên chu vi cổ tay 16 của em thì cũng rất là đẹp rồi anh chị ạ. Tại vì là sản phẩm này là size mặt tầm trung. Cổ tay của em cũng là cổ tay tầm trung, rất là dễ đeo luôn. Một bộ máy có đầy đủ chức năng encode tự động, chức năng code tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé. Tần số dao động của sản phẩm này vẫn là 21.600 nhịp một giờ anh chị ạ. Và độ sai số của sản phẩm là từ âm 15 giây đến dương 20 giây một ngày nhé. Và em đang để sản phẩm ở mức giá rất là tốt cho anh chị luôn. Đặc biệt là với sản phẩm này thì anh chị thấy là kính của sản phẩm là phiên bản kính cong. Mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Orient. Và em đang để sản phẩm ở mức giá là 4 triệu anh chị ạ. Đây là mã là 286 của bên em nhé. Em sẽ bóc ra luôn để cho anh chị tham khảo luôn. Mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ Day-Date của Orient. Đây là phiên bản mẫu đồng hồ dây kim loại. Mặt đồng hồ được thiết kế giữa màu trắng và màu vàng hồng anh chị nhé. Màu sắc của sản phẩm thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Và mức giá em đang để là 4 triệu này. Với mã là 286 này. Mã quốc tế đối với sản phẩm này là RAAX0001S0HC nhé. Và đây cũng là một phiên bản Made in Japan anh chị ạ. Và anh chị thấy ở đây có cái tag Made in Japan ở đây nhé. Mặt đồng hồ thì được thiết kế rất là thanh lịch này. Bên cạnh đấy thì anh chị thấy là nó thuộc dòng được Red Watch. Anh chị có thể đeo sản phẩm hàng ngày được. Nên là những cái dòng sản phẩm này thường này mang có cảm giác rất là thanh lịch. Bên cạnh đấy là một
phiên bản được thiết kế rất là trẻ trung, vẫn là mới lạ luôn. Anh ấy thấy là lịch ngày tại vị trí 3 giờ này, sẽ hiển thị đầy đủ lịch thứ tại vị trí 12 giờ nhé anh chị nhé. Cọc giờ là cọc kim loại gắn nổi trên mặt đồng hồ. Tại những vị trí quan trọng như là 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ thì đều là cọc số Nam Mã anh chị ạ, tạo nên nét cổ điển cho sản phẩm. Bộ kim của sản phẩm thì anh ấy thiết kế rất là thanh và mảnh nhá, và được thiết kế vót rất là dài luôn, tạo nên một sản phẩm thiết kế rất là ấn tượng này. Sát viền ở đây là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ nhá. Viền ở đây là viền màu vàng hồng này, được mạ bóng anh chị ạ. Viền bên cạnh được mạ phay xước theo chiều thẳng đứng. Dây của đồng hồ được thiết kế với 7 đường chỉ, và như thấy là sẽ có 3 đường chỉ là mạ màu vàng hồng này, còn lại thì đều được chỉ phay xước. Mắt của đồng hồ thì là thiếp đúc nguyên khối này, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ và cũng có logo của Orient. Khóa của đồng hồ ở đây thì là khóa bướm giống với dòng đồng hồ Seiko Preset mà em vừa giới thiệu cho anh chị. Đáy sau của dòng đồng hồ này thì đều là đáy hợp kính rồi. Anh như thấy là bộ máy ở đây là F6E22 này, 22 chén kính này, và sản phẩm thuộc tập đoàn Seiko Epson Corp với bộ máy này nhé anh chị nhé. Và sản phẩm thì sẽ chống nước là 100m nước anh chị ạ. Và stainless steel là dây thân viền vỏ thép công kỷ này, số series của sản phẩm. Và có chữ Made in Japan được khắc trên viền và chữ Epson nhé anh chị nhé. Đây là mặt sau của dây được thiết kế là phay xước anh chị ạ. Và anh chị có thể dễ dàng chỉnh dây tại những cái vị trí bên trong này giúp em nhé. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo. Size 40.5mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 12.7 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 luôn. Với sản phẩm này khi lên chu vi cổ tay 16 của em, anh chị có thấy là rất là đẹp luôn, rất là nổi bật, đặc biệt là với phiên bản là được mạ màu vàng nữa. Thường thì những sản phẩm được mạ màu vàng khi anh chị lên tay nó sẽ làm sáng cổ tay của mình nhé anh chị nhé. Và máy của sản phẩm này thì có đầy đủ chức năng encode tự động, chức năng cót tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé anh chị nhé. Và với sản phẩm này thì anh chị cũng chú ý thêm giúp em là kính của sản phẩm cũng chỉ là phiên bản kính khoáng thôi anh chị ạ, nó vẫn chưa phải là phiên bản kính sapphire, nên là trong quá trình sử dụng thì anh chị nên hạn chế va chạm được thì là tốt nhất. Em đang để đến mức giá là 4 triệu. Chống nước của sản phẩm thì là 100m nước, anh chị có thể đi mưa rửa tay không phải lo nhé anh chị nhé. Mẫu thứ ba mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này cũng đang để với mức giá là 4 triệu, cũng là thuộc của đồng hồ Orient và với mã bên em là 294 nhé chị nhé. Và mã này là mã đồng hồ Orient Zeiza, cũng thuộc dòng Red Watch, và sản phẩm này thì là phiên bản dòng đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 5 nhé. Và với dòng đồng hồ Orient Sun & Moon thì anh chị đã biết là kính của sản phẩm là phiên bản kính sapphire anh chị ạ. Và đây là chữ tag Made in Japan của sản phẩm, nên là sản phẩm này cũng là sản phẩm được lắp ráp trực tiếp tại Nhật luôn. Mã của sản phẩm ở đây là RAAK0310S00C nhé. Và với mẫu đồng hồ này thì anh chị thấy là mặt đồng hồ có trạch tia sunburst rất là đẹp này. Kim cọc vời của sản phẩm thì được gắn nổi trên mặt đồng hồ. Cũng có logo chữ Orient tại vị trí 2 giờ này, lịch ngày tại vị trí 3 giờ, sắp đầy ở Sun & Moon tại vị trí 4 giờ. Và kèm theo đấy là sắp đây ở các thứ trong tuần tại vị trí 10 giờ nhanh chị nhé. Sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ nhanh chị nhé. Và với sản phẩm dòng đồng hồ Orient Sun & Moon thì anh chị được thiết kế rất là nhiều tầng khác nhau, đặc biệt là với ô cửa sổ đỉnh ngày này anh chị thấy được nó được chìm hẳn xuống anh chị ạ. Viền bên cạnh này đen dầu thì anh chị thấy là được thiết kế rất là mỏng luôn, và được thiết kế là mạ bóng nhé. Viền bên cạnh này thì được thiết kế là phay xước theo chiều ngang. Dây của đồng hồ được thiết kế là dây da bò, dập vân cá sấu và dây da bò màu đen. Với dòng đồng hồ Orient Sun & Moon thì anh chị thấy là khóa của đồng hồ thì được thiết kế là khóa gài nhé anh chị nhé. Và anh nam nào có nhu cầu thay khóa bướm đối với dòng đồng hồ này thì có thể liên hệ với bên em nhé, tại vì em cũng đang sắn khóa anh chị ạ. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo với mã máy của sản phẩm nhé. Ở đây là kính Sapphire Crystal này, chữ Epson, Made in Japan. Bộ máy là F6B2. Và cụ thể ở đây là bộ máy F6B24 nhé, 22 chấn kính này. Và chữ S Epson Corp là máy, vẫn là máy của tập đoàn Epson anh chị ạ. Chống nước là 50m nước anh chị ạ. Và stainless steel là dây thân viền vỏ thép không gỉ nhé. Đây là mặt sau của dây, anh chị có size dây 22 này. Có dập chìm chữ Orient ở đây nhé. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 41.4mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 13.4 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Với sản phẩm này khi lên chu vi cổ tay 16 thì cũng rất là đẹp này. Nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên anh chị ạ. Càng của sản phẩm nó vừa khít với cổ tay của em luôn nhé. Thì anh chị đặt sản phẩm này thì cứ báo sớm giúp em. Một mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 5 phiên bản dây da. Và đây là full book đầy đủ nhé. Với mức giá là 4 triệu cho anh chị luôn. Có cả hộp và sổ của Orient luôn. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video này là một mẫu đồng hồ Citizen. Và em đang để sản phẩm này với mức giá là 2.3 triệu anh chị ạ. Và mã Citizen này thì em cũng đã giới thiệu trên kênh của em rồi. Đây là phiên bản thuộc dòng đồng hồ Eco River. Và đây là phiên bản dây cao su anh chị ạ.
Với phiên bản dây cao su thì anh chị nên tay nó sẽ rất là dễ chịu anh chị ạ. Và mã ở đây là 316 bên em nhé. Mã quốc tế đối với sản phẩm này là AW1608-01E anh chị ạ. Sản phẩm Citizen dòng năng lượng ánh sáng thì đây là dòng đồng hồ sạc anh chị ạ. Và anh chị tiếp xúc với ánh sáng thì đồng hồ sẽ có thể sạc pin nhé anh chị nhé. Và anh chị thấy là sản phẩm này được thiết kế rất là đẹp này. Nó được thiết kế rất là thể thao luôn, với được thiết kế các cái tầng lớp lớp, tạo nên một mẫu đồng hồ mặt rất là sinh động luôn. Và với cọc giờ của sản phẩm và kim thì anh chị được thiết kế giữa hai tông màu trắng và màu cam anh chị ạ, rất là nổi bật luôn. Màu cam sẽ khiến cho mặt đồng hồ trở nên sáng hơn anh chị ạ. Sát viền ở đây thì là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ này. Anh chị thấy là viền bezel của sản phẩm được thiết kế rất là mỏng luôn. Kính của sản phẩm sẽ tràn ra tận ngoài viền cùng này anh chị ạ. Và viền này thì anh chị được thiết kế là màu đen nhé. Với những dòng sản phẩm màu đen thì thường sẽ rất là hút mắt người nhìn luôn anh chị ạ. Dây của đồng hồ là dây cao su nhá, cũng có hai tông màu đen và màu cam nhé anh chị nhá. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ này, cũng có logo chữ D. Đây là tag và đây là anh chị thấy là khóa nhá, cũng là khóa gài, cũng có dập chữ Citizen. Khóa cũng được mạ màu đen luôn anh chị ạ. Em sẽ chiếu luôn đáy sau để cho anh chị tham khảo này. Đáy sau đối với dòng sản phẩm này là đáy kín nhá. Anh chị có thể quan sát một vài thông số như mã máy ở đây là J810 nhá. Đây là mã máy của Citizen dòng năng lượng ánh sáng này. Biểu tượng rất là quen thuộc của hãng này, chữ Eco River, chữ Citizen. Sản phẩm cũng thuộc tập đoàn Citizen Watch nhé. Chống nước là 100 mét nước anh chị ạ, 13. Và bộ máy của Nhật này, viền vỏ thép không gỉ nhé. Đây là mặt sau của dây. Và với sản phẩm này thì anh chị chú ý giúp em một phần nữa. Đó là dây của đồng hồ được thiết kế theo kiểu dáng vòm anh chị ạ. Với kiểu dáng vòm như thế này thì anh chị chú ý là những anh em là có chu vi cổ tay to một chút thì anh chị mới có thể đeo được. Tại vì là dây của đồng hồ nó sẽ khiến cho mặt của đồng hồ to hơn. Đây, anh chị thấy là sản phẩm được thiết kế theo kiểu dáng vòm rất là đẹp này. Với kiểu dáng là dây di cao su nữa, nên là khi anh chị lên tay thì cực kỳ ấn tượng luôn. Rất là trẻ trung và khỏe. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo. Size ở đây là 44,9mm. Bề dày của sản phẩm là 11,3 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 này. Với sản phẩm này khi lên chu vi cổ tay 16 của em nó hơi to anh chị ạ. Với những dòng đồng hồ năng lượng ánh sáng thì anh chị nên cho đồng hồ tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng ngay cả trong quá trình anh chị không đeo giúp em nhé, để đảm bảo là đồng hồ sẽ được sạc liên tục. Đặc biệt là anh chị nên cho sạc với ánh sáng mặt trời thì sẽ là tốt nhất anh chị ạ. Và với những dòng đồng hồ Citizen dòng năng lượng ánh sáng thì anh chị sạc đầy pin thì nó sẽ chạy trong tầm khoảng từ 8 tháng nhé, mà không cần phải sạc. Nếu anh chị là sản phẩm này thì cứ inbox sớm qua Zalo giúp em nhé. Và mẫu này thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào có chu vi cổ tay ít nhất tầm khoảng từ 16,5 trở lên anh chị ạ. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ bên em đang sẵn hàng nhé. Thì anh chị là sản phẩm nào thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em là 0868684699 anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.